Rồi thì mình xin chào bạn nha. Thì bữa nay mình đi câu cá các bạn. Bữa nay mình đảo là cái đê điểm cũ nè, đê điểm câu cá chim á. Đây thì bữa nay mình đi với cô Chí. Anh đang câu đang kìa. Câu mình câu mồi dế với mồi thức ăn các bạn. Mồi bằng cám, cám của anh Phát An Giang nè. Đó. Với dế nữa thì cô Chí đang lên cá kìa. Nó. Đây cá bé thì mình thả lên các bạn. Cá nào mình bắt cá lớn lớn thôi. Rồi, thì các bạn thấy video hay thì đăng ký kênh để ủng hộ mình chứ nha. Và mình trộn rồi mình sẽ xuống cần các bạn. Cô Chí nó xuống trước rồi. Mới lên được con cá cục khuy nhỏ rồi. Hy vọng bữa nay lên giờ con cá chim cũng khủng rồi. Lên hàng rồi lên video rồi các bạn ơi. Rồi, từ đó mình trộn rồi mình sẽ xuống cần nha mấy bạn. Đây, cô Chí lên cá nữa các bạn. Trời ơi. Wow. Bỏ đi quê, cô khuy nhỏ còn bắt gì. Nay câu cá chim đi. Nay câu thằng nào câu dính cá chim là đó ăn nha. Thằng nào câu dính trước là thằng thua là đãi chậu cà phê nha. Phải chơi cá cược rồi mới được chứ. Chơi câu dế luôn. Câu dế đi. Một thằng câu dế, thằng câu mò cám nha bạn. Vậy mới giữ. Rồi móc mồi vô mình xuống cần các bạn. Nãy giờ thấy anh giật cũng mắc ham quá rồi. Ghiền rồi đó nha. Ngứa tay. Nãy giờ ngứa tay lắm rồi. Tính dính nữa vậy trời. Cũng chừa cho người ta câu chứ. Rồi xuống cần mấy bạn ơi. Đây quay lại mình xuống thì chẳng lỗ rồi nè. Đó. Lên nữa trời. Hên là không phải cá chim nha. Quá trời luôn mấy bạn ơi. Chí lên kìa. Nè lên cá nữa nè bạn. Thấy không, anh đang gỡ kìa. Ủa cái phao tôi đâu rồi? Rồi vô cá chim mà Chí ơi. Chí cá chim. Cá chim. Bắt luôn. Gù khuy khủng. Quay lại cái mất tiêu cái phao rồi. Lụm liền nè. Quá dữ các bạn ơi. Quá dữ rồi. Thấy chưa? Cái gù khuy khủng nha. Nè. Quá trời ăn cá luôn rồi. Vô kèo thơm. Bốn người ăn hết. Đó. Rồi để mình tắt mình gỡ bạn ơi. Đây tiếp tục tiếp các bạn ơi. Chứ nãy giờ nó giật đắng quá trời anh giật luôn. Anh giật anh cũng có chim kìa. Ăn cho cầu hơi nữa mới được nha. Xuống. Kìa Chí ơi, Chí ơi, cá chim. Cái gì? Cá chim. Dứt. Trời ơi. Cú Phi nữa bạn ơi. Cú Phi con. Cậu bộ không sáng rồi. Đây cú Phi nè. Đó. Cô bộ kèo chậu cà phê này thấy cô bộ nó hơi chua chua sao. Về nãy giờ ai cậu dính cá bự trước là ăn được rồi. Sao chế? Đặng thấy sao rồi? Có lý không? Giật liền khoát mà không dính có gì chán trời. Nè cá chim ký nè, ghẻ lôi kìa, thấy không kìa. Trời ơi. Chết luôn rồi. Cô Huy tiếp mấy bạn ơi. Cá chim ký. Nè.
quá dữ. Ừ, nào câu dính cá cho em đi rồi hả nói chuyện. Giờ cá thêm chậu ăn sáng nữa nè. Chí lên hàng nữa bạn ơi, chí lên hàng nữa kìa. Nè anh lên hàng nữa nè. Nè. Nó. Lên mà không có cá chim mấy bạn, toàn cu huy cơ mà. Cá chim nó không ở đó đâu, ở đây nè. Nghe mùi thức ăn ở đây nè. Đó. Toàn gu khí không trời. À, cái này xuống lên. Đây tiếp tục mấy bạn ơi. Cá dính gì mà không kịp gỡ luôn mà. Trời ơi, gu khí nữa. Thôi. Cú này chắc thua cô Chí rồi. Quá trời nó ăn thức ăn luôn rồi. Đúng rồi, trời ơi. Chí lên hàng nữa bạn ơi. Đây. Lên hàng dính lên đồ cây luôn mới ghê nè. Dính lên đoạn điên điển rồi kìa. Liền phát, liền phát. Rồi cho mình xuống cằn. Tiếp tục. Bự không chứ? Bự không? Đâu? Nhỏ nhỏ không ơi. Đây 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 nó ăn nữa nè mấy bạn ơi. Trời ơi con cá mới thôi bú nữa mấy không. Thôi thôi. Thôi cá tươi đi trời. Cá còn bú bình nữa. Vậy mình đi nhào nhào vô đây ăn. Chiều mát đó chứ ơi. Cái này cá chim bắt đầu nó vô nè. Lo giật nè. Câu cá nói xàm xàm cá dưới nó nghe. Nó cũng sợ chạy nó mất tiêu hết trơn nữa. Đó. Tiếp tục nha. Ôi mới để xuống rồi kìa. Gỉ 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 gỉ. Gỉ mày gỉ hả mày. Dạ. Đây bạn. Thấy chưa? Gu khuy gu khuy. Chứ phải cá chim. Săn cá chim mà gặp mấy con này quái. Chiến tiếp, chiến tiếp. Quá dữ rồi. Ăn mà giật không kịp luôn mà. Giật mà muốn sỉnh luôn. Kỹ xuống. Trời ơi các con.
cá đâu mới thôi bú không bạn ơi. Này mà con cá được nửa ký thì thôi luôn, vào luôn. Chí cái này đang ngưng rồi, nghỉ ăn rồi. Lên đây rồi. Gom lại đây hết rồi Chí ơi. Lúc phao nghỉ xuống. Trời ơi. Câu giật cái nào dính vô các bạn. Toàn là gô khuy con không à. Này mà gô khuy mà được con có chừng nửa ký thôi cũng giàu luôn đó. Chí cái này đắng cá hết ăn của con Chí rồi. Đó. Nó thảy xuống là nó ăn các bạn. Vậy chơi. Dính nữa nè. Dính cá cục khuy không à. Cắt ba có dạ lắm ơi. Ngựa nữa. Cắt cắt đi. Có lãnh tiền chưa? Tiền gì đâu lãnh. Còn cục khuy không quay, không thấy cá chim. Sao không câu hầm bự nè. Gì? Hầm bự á. Vô 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 cá bự các bạn ơi. Vô rồi. Trời ơi cá. Trời ơi con khuy. Hết biết con cá con khuy nữa rồi. Chí ghê chơi. Xém xém chú cá chim mà Chí ơi. Trời ơi cá lôi vô luôn mà. Ghê thiệt. Con khuy con dày câu mới đã chứ. Nè bạn. Ôi ôi hết biết cá. Bàn tay nè. Dữ dằn không? Để cho ai cho dính cái bự ai rồi, chụp ra. Nè bạn. Đó. Dữ dằn con cá thiệt chứ, đưa đưa gã dãy dưới cái như rồi luôn. Thôi thôi gì đâu kiếm cá chim mà toàn là cu khuy chà bá không à. Cú này nó chết luôn rồi. Còn mọi chi? Còn chia lên mất rồi. Dành đắng hoài đi. Về chỗ. Đi lại chỗ này đó. Trời ơi còn nhóc chưa? Cả đây chứ. Về chỗ nào à? Về đằng kia hả? Tiếp tục chiến tiếp, chiến tiếp. Lại đây kiếm cái chim à. Cá bự bự và giật nó mới sướng sướng. Nó nữa kìa. Vậy mà nó không nhát ta. Đó, nó gỉ xiết xuống. Trời ơi. Bách quát bách trúng mà cá nhỏ. Đây.
quá bé. Mày được con y gan như nãy chứ, giật mới đã. Thua luôn. Kìa mắt tiêu không nữa. Mắt tiêu không phải. Ê, ê, ê. Cái gì đây? Chỉ thua chứ ai, mình cá chim chứ ơi. Cá chim mấy bạn ơi. Rốt cuộc trong chờ nãy giờ. Đây. Cá chim đổ quét luôn mới ghê đó chứ. Thấy không? Chỉ thua rồi. Đừng trầu cà phê đó các bạn. Ghê không? Góp cột cũng được một chậu cà phê các bạn ơi. Đó, cái này có cá chim lại chứ ơi. Đây cá chim đây các bạn. Thấy không? Chà bá luôn. Chí thua rồi đó. Vậy là mình ăn được chậu cà phê đó mấy bạn. Chí dở quá.